Một cái người diễn giả tài năng nó giống như là một người đầu bếp giỏi. Đó là chúng ta có tất cả những nguyên liệu tốt, tuy nhiên chúng ta sử dụng nguyên liệu bao nhiêu và sử dụng khi nào sẽ quyết định ra cái món ăn của chúng ta. Cũng từng đấy kỹ thuật, nhưng một cái người đào tạo biết sử dụng ngôn từ, sử dụng cao độ, sử dụng trường độ, sử dụng tốc độ, khi nào, sử dụng bao nhiêu thì sẽ tạo ra được một cái bài đào tạo chất lượng. Nội dung rất quan trọng, nhưng xin thưa với anh chị em, nó chỉ chiếm có bao nhiêu phần trăm thôi ạ? Nó chiếm có 7% thôi. Để một cái bài đào tạo mà gọi là thành công ấy, thì nội dung chiếm bao nhiêu ạ? 7% cái thành công của cái bài đào tạo đấy của anh chị em thôi. Rất quan trọng nhưng chỉ chiếm 7% thôi. Tiếp theo là gì ạ? Là ngữ điệu. Ngữ điệu chiếm bao nhiêu phần trăm anh chị em? 38% nội cái thành công của cái bài diễn thuyết của mình. Cuối cùng là gì ạ? Ngôn ngữ cơ thể chiếm bao nhiêu ạ? 55%. Đấy. Tổng cái gì ạ? Tổng cái gọi là thông điệp. Đây là gọi là gì ạ? Thông điệp được truyền tải. Như vậy là gì ạ? Chúng ta đã học về nội dung rồi, học về chuẩn bị nội dung rồi. Nhưng sau khi học về nội dung ấy, thì việc của chúng ta là sao ạ? Quên nó đi. Bởi vì sao? Nó chỉ chiếm có 7% thôi. Anh chị em có chuẩn bị tốt nhất thì nó cũng chỉ chiếm có 7% thôi. Cái thứ mà khiến cho khán giả hấp dẫn ấy, cái thứ mà khiến cho mọi người lắng nghe ấy, thì không phải là thông điệp, không phải là nội dung, mà là cái thông điệp. Mà cái thông điệp ở đây nó được cấu tạo từ 3 thành phần. Thứ nhất là nội dung, thứ hai là ngữ điệu, thứ ba là ngôn ngữ cơ thể. Thì một số anh chị em ở khóa học MCOP vừa rồi ấy, đã được học về cái ngôn ngữ, về cái ngữ điệu, đúng không ạ? Học về ngữ điệu. Bao nhiêu anh chị em đã học về ngữ điệu rồi ạ? Đã được học về cái ngữ điệu mà cái lớp MCOP ạ, vừa mới diễn ra trong tháng trước xong. Thì Huy đã hướng dẫn anh chị em cách lấy hơi này, cách dùng hơi bụng này, cách sử dụng cái ngôn từ này, rồi một số cái yếu tố khác. Anh chị em nào mà chưa học thì comment là chưa. Nếu mà nhiều anh chị em chưa học hoặc là muốn nghe lại thì Huy sẽ tóm tắt lại một chút, bởi vì cái module này thì giảng rồi. Ai chưa học mà muốn học thì comment là chưa. Nếu mà nhiều người chưa được học thì Huy sẽ chia sẻ lại. Đấy, những anh chị em nào học rồi mà muốn học lại và học nâng cao thì comment là chưa luôn. Chưa luôn. Ok. Thế thì ngữ điệu là một phần rất quan trọng ở trong gì ạ? Ở trong cái bài đào tạo của chúng ta. Rất nhiều người không biết cách dùng ngữ điệu, dẫn đến nội dung rất hay nhưng không truyền tải được thông điệp đến cho người nghe. Ngữ điệu ở đây bao gồm rất nhiều yếu tố như sau. Gồm các yếu tố như sau. Huy chia sẻ lại thật là nhanh về phần lý thuyết nhé. Sau đó chúng ta sẽ đi đến thực hành. Chúng ta bắt đầu lại đi vào cái ngữ điệu này. Ngữ điệu. Rồi. Chúng ta có phần ngữ điệu nha. Rồi. Thì trong ngữ điệu thì chúng ta có những một số cái yếu tố như sau. Thứ nhất đấy là gì ạ? Là tốc độ nói. Tốc độ nói thì thể hiện là gì ạ? Là nói nhanh hay nói chậm. Khi nào thì nói nhanh, khi nào thì nói chậm. Xin thưa anh chị em là gì ạ? Nếu mà chúng ta muốn đẩy năng lượng của phòng Zoom lên hay là đẩy năng lượng của hội trường lên thì chúng ta cần phải nói nhanh, đúng không ạ? Nói nhanh sẽ giúp cho năng lượng đi lên. Ok không ạ? Đấy. Còn khi nào chúng ta nói chậm ạ? Nói chậm thì tất nhiên năng lượng sẽ đi xuống, đúng không ạ? Nhưng nói chậm nó sẽ truyền tải những thông điệp nghe có vẻ rất là huyền bí, bí mật, rất là chậm rãi. Và khi nói chậm ấy thì mọi người sẽ thẩm thấu dễ dàng hơn, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Nói nhanh thì mọi người có năng lượng nhưng không hiểu cái mẹ gì hết. Nói chậm
thì dễ hiểu hơn và thu thập kiến thức tốt hơn. Vì vậy, nếu mà chúng ta là nhà đào tạo, chúng ta muốn người nghe có thể hiểu được cái bài học của mình thì chúng ta nên nói chậm. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta muốn truyền cảm hứng, truyền động lực thì làm sao ạ? Chúng ta nói nhanh. Ok không anh chị em? Nha. Tốc độ. Thì anh chị em ghi vào đây là gì ạ? Nói nhanh. Đấy. Rồi nói chậm. Đấy, đúng không ạ? Đấy, chúng ta ghi theo cái dạng kiểu brainstorming đấy. Đấy. Nói nhanh thì sao ạ? Nói nhanh. Đấy. Năng lượng cao. Được chưa? Nói nhanh thì năng lượng sẽ cao. Đấy. Nói chậm thì dễ tiếp thu. Được chưa? Đó. Rồi, tiếp tục. Ngoài tốc độ thì chúng ta còn gì ạ? Là cao độ. Cao độ thì sao anh chị em? Cao độ thì chúng ta sẽ thể hiện cái điều gì ạ? Cao độ thì chúng ta cũng sẽ có hai cái. Cao độ là gì ạ? Cao và thấp. Ừ. Hay là cao và trầm á. Độ cao gọi là giọng giọng nam trầm với giọng nam cao ấy, nó chính là chỗ này này, là cao độ, đúng không ạ? Đấy. Cao. Đấy, mình nói cao. Đấy, nói cao khi nào ạ? Khi nào mình nói cao ạ? Nói cao thì khi nào mình cãi nhau. Mình muốn áp chế thằng khác thì mình nói cao, tức là mình gì ạ? Mình đẩy cái cao độ của mình lên để mình áp chế người khác, được chưa? Cao độ thường sử dụng khi nào? Khi cãi nhau. Cho nên là các bà bán cá, bán thịt ngoài chợ ấy mà cứ chửi nhau ấy, giọng rất cao. Đó. Và khi mà anh chị em có một số chị em ấy là khi mà mình nói chuyện ấy, mình nói giọng nữ cao ấy thì làm sao ạ? Rất là khó nghe. Và đấy là cái điều khiến chúng ta là dạ bị mất kết nối với người khác, bởi vì mọi người không thích nghe giọng cao. Giọng cao là giọng chiến đấu, giọng cao là diện chiến tranh, được chưa? Đấy, giọng cao là giọng dùng để gì ạ? Dùng để áp chế người khác. Đấy. Áp chế. Đấy, để áp chế người khác. Khi nào giọng giọng cao ạ? Để dùng khi để áp chế người khác. Đấy, kiểu thế. Đấy, mình cao độ lên. Đấy, được chưa ạ? Còn giọng thấp hay giọng trầm? À, thấp hay là trầm? Đấy, để mà gì ạ? Để mà yêu thương. Đấy. Đấy, để mà gì ạ? Để mà bao dung. Được chưa? Giọng nam trầm thì bao giờ nghe cũng êm ả hơn, giọng trầm bao giờ cũng dễ nghe hơn, êm hơn. Đấy, và nó đi vào lòng người hơn. Đó. Ok không ạ? Rồi. Tiếp theo nhé. Là đến gì ạ? Đến trường độ. Trường độ thì sao ạ? Trường độ thì nó thể hiện cái gì ạ? Là cái độ dài của âm. Đấy. Độ dài của âm thì khi nào mình cần nói dài, khi nào mình cần nói ngắn. Dài và ngắn. À, khi nào mình nói dài ạ? Khi mình cần nhấn mạnh một cái điều gì đó, nhấn mạnh điều gì đó. Đấy. Thì mình sao ạ? Dài cái hơi mình ra. Được không anh em? Nhấn xuống một tí, được không ạ? Nha nó ra. Được không ạ? Đấy. Thì đấy gọi là gì ạ? À, nhấn mạnh cái điều gì đó thì mình làm kéo dài nó ra. Đấy. Thì đấy là cái việc mà khi mà mình ấy. Đấy. Còn ngắn thì sao ạ? Muốn gì ạ? Gây ấn tượng. Mình muốn gây ấn tượng hoặc là gì ạ? Chốt. Chốt cứng. Đấy. Chốt cứng tức là sao ạ? Là mình sẽ gì ạ? Rất là lúc đấy là rất là nghiêm túc, rất là chắc chắn
Đấy, thể hiện sự chắc chắn. Dừng. Đấy, kiểu kiểu vậy. Khi mà mình muốn gì ạ, ra lệnh đấy, thì mình đừng kéo dài. Đấy, em ơi, em à. Thì đấy là gì ạ? À, đấy là mình muốn muốn gì ạ? Muốn gọi là thể hiện một cái điều gì đó, nhấn rằng là gì ạ? Là mình đang rất là yêu thương đúng không? Đấy. Nhưng ngược lại, mình muốn gây ấn tượng em. Đấy. Thì làm sao ạ? Vẫn là từ em đấy rồi, nhưng mà gì ạ? Em ơi. Đấy. Em ơi. Đấy, thì mình lại gì ạ? Mình lại vẫn là cái từ em ơi, nhưng mà mình lại gì ạ? Cái trường độ, cái độ mà độ dài của hơi ấy, nó rất là gì ạ? Rất là ngắn. Em ơi. Đấy, đúng không ạ? Rất là dứt khoát. Dứt khoát, chắc chắn, đúng không ạ? Chắc chắn. Không phải chắc chắn. Nó nghe nó đã không chắc chắn rồi, đúng không em? Anh em. Đó là gì ạ? Chắc chắn. Tức là nó dừng dừng dừng. Nó hơi đến đâu mà nó dừng đến đấy luôn. Đấy, anh chị em tưởng tượng là cái hơi này. Cái hơi nó dài như này. Đấy. Đấy, còn cái hơi ngắn nó chỉ đến đây thôi. Đó. Đấy là hơi ngắn. Chắc chắn. Chắc chắn. Đúng không ạ? Đấy, thế đấy là cái sự khác nhau của cái trường độ. Đấy. Còn thêm một cái nữa, đấy là cái gọi là trường độ gì nhỉ? Âm lượng là tốc độ, âm độ. Trường độ. Âm lượng. Âm lượng nó gọi là volume ấy. Đấy. Cái này là gì ạ? Là âm lượng là gì ạ? Âm lượng to và bé. Âm lượng to và nhỏ. Đấy ạ. Khi nào thì mình nói giọng to, khi nào mình nói giọng nhỏ. À, giọng to thì để làm gì ạ? Giọng to thì để làm gì ạ? Đẩy năng lượng. Vừa là gì ạ? Vừa là áp chế. Đấy. Giọng to cũng có tác dụng là áp chế người khác, được chưa ạ? Muốn người khác nghe mình nói to lên thì gì ạ? À, nó cũng sẽ gì ạ? Sẽ dùng để mà áp chế người khác. Đấy. Giọng nhỏ khi nói cái điều gì ạ? Nói những cái điều mà gì ạ? Mang tính chất bí mật. Đấy. Mình nói thì thào. Đấy, mình nói gì ạ? Yêu thương. Đấy, được chưa ạ? À, mình mong muốn là gì ạ? Là muốn mọi người tập trung. Muốn mọi người lắng nghe. Bình thường ấy, mình đang nói to nhỉ. Nhưng tự nhiên mình nói nhỏ này. Bây giờ nhé, nói cái điều này nhé, bí mật. Chỉ một vài người biết thôi. Anh chị em có vểnh tai lên để nghe không? Đúng rồi anh em. Đấy. Thì nói to thì năng lượng nó đẩy lên, nói nhỏ thì năng lượng nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, chính nói nhỏ lại khiến cho mọi người có cái sự là gì ạ? Chú ý, có sự tập trung, có sự lắng nghe nhiều hơn. À, đặc biệt là khi mà trong một cái hội trường tự nhiên nó ồn ào ấy, thì có hai cách. Một là mình nói là mọi người tập trung. Tức là gì ạ? Mọi người sẽ nghe thấy tiếng của mình và tập trung. Cách thứ hai mình sẽ nói gì ạ? Mình nói sẽ thì thào. Tôi nói gì? Thì thào thế này thôi. Một số anh chị em nào nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Kệ người ta, ok không? Anh em mình biết với nhau rồi. Thế tự nhiên sẽ mọi người sẽ nói cái gì nhỉ? Thế là trật tự để tao nghe. Thế là gì ạ? Thế là mọi người im, đúng không ạ? Đấy, như vậy là gì ạ? Ừ, có lúc chúng ta cần nói to, có lúc chúng ta cần nói nhỏ. Nhưng đặc biệt với mà chúng ta khi mà điều đào tạo hoặc là nói chuyện qua Zoom ấy, chúng ta nên nói cái giọng là gì ạ? Năng lượng. Bởi vì sao ạ? Năng lượng truyền qua Zoom nó bị giảm mất một nửa rồi. Cho nên là gì ạ? Bây giờ ngồi ở trước ống kính mà chúng ta nói không năng lượng ấy thì làm sao ạ? Đến tai người tiêu dùng, đến tai người nghe thì làm sao ạ? Nó còn có một phần ba thôi, một phần hai thôi. Cho nên anh chị em biết là khi mà chúng ta nói chuyện qua Zoom thì chúng ta đẩy năng lượng của mình lên một chút, ok không ạ? Không có năng lượng thì chúng ta sẽ không gọi là học tập được.
Rồi tiếp theo nữa đấy là gì ạ? Đấy là về gọi là nhấn nhá, gọi là nhấn nhá. À, được chưa? Đấy, khi nào thì nhấn, khi nào thì nhá. À, khi nào thì nhấn. Đấy. Khi nào thì nhấn ạ? Khi nào thì nhá? Nhá là gì ạ? Nhá là mình thả hơi ra. Nhá, thả hơi ra. Nhấn thì mình gì ạ? Giữ hơi lại. Nhấn mình tạo cái sức nặng của cái câu á, nhấn xuống. Đấy, thì nó mình giữ cái hơi lại. Còn nhá thì mình thả hơi ra một cách nhẹ nhàng. Nhá, nhấn, nhá, đúng không ạ? Nhấn thì nó đi xuống, nhá thì nó đi lên, được chưa ạ? Khi nào thì mình cần nhấn nhá? Khi mình muốn gì ạ? Muốn bài nói chuyện của mình có một cái sức thuyết phục, có một sức diễn cảm, đặc biệt khi chúng ta đọc truyện hoặc là chúng ta gì ạ? Đọc thơ. Đấy, thì chúng ta cần phải nhấn nhá nhiều hơn. Nhấn nhá sẽ giúp cho mọi người gì ạ? Nhớ hơn vào những cái trọng điểm, trọng tâm của cái gì ạ? Của cái bài nói chuyện của mình, được không ạ? Đấy, khi mà dùng nhấn đấy thì chúng ta sẽ gì ạ? Tập trung vào trọng điểm của câu. Đấy, đấy. Nhá thì làm gì ạ? Là chúng ta gì ạ? Giúp tăng cảm xúc của người nghe. Đấy, cả hai cái điều này nó đều tập trung vào trọng điểm của câu. Tuy nhiên thì cái phần nhá nó sẽ gì ạ? Nó sẽ tạo cho cái cảm xúc của người nghe dễ chịu hơn, nghe nhẹ nhàng hơn. Còn nhấn ấy, thì mình nhấn vào trọng tâm của câu. Ví dụ như là câu như này là anh ăn cơm chưa? Thì mình nhấn vào nhé, anh ăn cơm chưa? Đấy, thì nó lại khác. Đấy, mình bảo anh ăn cơm chưa? Đấy, thì nó lại khác. Thì mình nhấn để mình nhấn vào những cái điểm khác nhau. Anh ăn cơm chưa? Đấy, anh ăn cơm chưa? Nghĩa là gì ạ? Khi là mình nhấn xong bao giờ mình cũng phải nhả ra. Mình nhấn xong bao giờ cũng phải nhả ra. Nhấn xong phải nhả ra, được không ạ? Mình nhấn xuống mình phải nhả ra, được chưa? Thế thì cái đầu tiên ấy, mình nhấn vào từ anh, tức là anh ăn cơm chưa? Không phải là mày ăn cơm chưa, không phải là ông ăn cơm chưa, không phải là chú ăn cơm chưa, mà là anh, được chưa? Đó. Cái thứ hai là mình nói là gì ạ? Nhấn vào từ ăn. Đấy, anh ăn cơm chưa? Đấy, thì là gì ạ? Là anh ăn chưa, hay là anh chơi chưa, hay là anh ngủ chưa? Đấy, thì không phải là những cái hoạt động khác mà hoạt động ăn, được chưa? Cái thứ ba mình nhấn vào từ cơm. Đấy, anh ăn cơm chưa? Đấy, thì là sao ạ? À, anh ăn cơm hay ăn phở rồi, hay là lại ăn cái gì rồi, đúng không? Đấy. Đấy, thì đấy là mình nhấn vào những cái chữ khác nhau thì cái ý nghĩa và cái nội dung, cái hàm ý của cái câu đấy nó trở nên khác nhau rất là nhiều, đúng không ạ? Nó trở nên khác nhau, nó trở thành những cái ý nghĩa khác nhau hoàn toàn, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là cái việc mà chúng ta nhấn. Thì mỗi lần chúng ta nhấn vào một cái điểm khác nhau ấy thì cái nội dung và cái hàm ý của chúng ta nó lại khác nhau. Vẫn là cái câu nói đấy thôi, một người nói thì rất thích, có một người nói thì mình chỉ muốn đấm thôi, kiểu kiểu vậy. Chỉ bằng cách là gì ạ? Nhấn sai chỗ. Nhấn sai chỗ thì là dễ ăn đấm lắm. Ok, và thêm một cái điều nữa mà trong ngữ điệu mà có thể rất nhiều người quên, đó là gì ạ? Khoảng lặng. Khoảng lặng. Đây là một kỹ thuật rất là cao ở trong gì ạ? Ở trong cách sử dụng ngữ điệu. Khoảng lặng là gì ạ? Là chúng ta sẽ im lặng trong khoảng thời gian nào đó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, đúng không ạ? Đấy, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Đấy, chúng ta sẽ gì ạ? Im lặng khoảng 1 đến 5 giây.
im lặng là một kỹ thuật cực kỳ kinh khủng, cực kỳ cao cấp, cực kỳ xịn sò, mà chỉ những nhà đào tạo chuyên nghiệp mới dám sử dụng. Đa phần những nhà đào tạo mới không dám sử dụng những khoảng lặng. Bởi vì sao ạ? Khoảng lặng chính là quyền lực. Đôi khi không nói gì cả thì chính là gì ạ? Nói lên tất cả. Khi hội trường đang không tập trung, khi mọi người đang ồn ào, khi mọi người đang không lắng nghe, không hướng về chủ giảng, chúng ta chỉ cần im lặng 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, mọi thứ nó sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng chúng ta phải giữ được cái tâm trạng của chúng ta một cách bình thản khi chúng ta im lặng. Đấy là cái khó nhất, đặc biệt khi đứng trên sân khấu. Ngồi trước camera này dễ hơn rất nhiều. Vì vậy chúng ta hãy rèn luyện cái khoảng lặng khi chúng ta đào tạo. Đây là một kỹ thuật cực kỳ cao cấp, đúng không ạ? Không phải cứ nói băng 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 là hay đâu. Nói băng 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 đôi khi là gì ạ? Mọi người không nhớ được gì hết. Hãy học cách sử dụng những khoảng lặng để biến cái bài đào tạo của chúng ta trở thành một cái bài đào tạo cuốn hút, được không anh chị em? Ok không ạ? Nhá. Thêm một cái điều nữa, khi mà chúng ta đào tạo, chúng ta có thêm một cái từ khóa nữa mà chúng ta nên sử dụng, đó là gì ạ? Lặp lại. Đấy. Lặp lại. Lặp lại là một cái kỹ thuật rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng trong đào tạo. Lặp đi lặp lại một cái điều gì đó để thể hiện cái sự trân trọng, thể hiện cái sự mạnh mẽ, thể hiện cái sự quyết tâm, cũng như là thể hiện cái sự nhấn mạnh. Đấy, khi chúng ta muốn nói một cái điều gì đó rất quan trọng thì chúng ta hãy nói cái điều đó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại một vài lần để làm gì ạ? Để cái từ khóa đó được găm vào trong đầu của người nghe, đúng không ạ? Cho nên lặp đi lặp lại. Đấy, nhớ là gì ạ? Lặp đi lặp lại nha. Đấy, lặp đi lặp lại. Đấy, chấm 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 đó. Đây cũng là một kỹ thuật vô cùng cao cấp ở trong đào tạo. Không phải dễ, không phải nhiều người có khả năng sử dụng cái kỹ thuật này, không phải ai cũng biết sử dụng kỹ thuật này. Đây là một kỹ thuật cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta sử dụng cái ngữ điệu của mình. Không thường xuyên sử dụng cái kỹ thuật này, nhưng chúng ta hãy sử dụng khi nào? Khi chúng ta muốn thực sự nhấn mạnh về một chủ đề, về một từ khóa nào đó. Đấy. Ví dụ như là chúng ta nói rằng là buổi học ngày hôm nay là cực kỳ quan trọng. Thì chúng ta gì ạ? Lặp đi lặp lại cái từ khóa đó. Đấy, để làm gì ạ? Để mà chúng ta đẩy cái năng lượng lên và đẩy cái sự quan trọng của cái gì ạ? Của cái buổi học ngày hôm nay lên. Kiểu như thế. Đúng không ạ? Đó. À, không nên quá lạm dụng những cái kỹ thuật này. Kỹ thuật này chỉ thỉnh thoảng thôi. Và một cái người diễn giả tài năng nó giống như là một người đầu bếp giỏi. Đó là chúng ta có tất cả những nguyên liệu tốt, tuy nhiên chúng ta sử dụng nguyên liệu bao nhiêu và sử dụng khi nào sẽ quyết định ra cái món ăn của chúng ta. Cũng từng đấy kỹ thuật, nhưng một cái người đào tạo biết sử dụng ngôn từ, sử dụng cao độ, sử dụng trường độ, sử dụng tốc độ, khi nào, đấy, sử dụng bao nhiêu thì sẽ tạo ra được một cái bài đào tạo chất lượng, được không anh chị em? Đấy. Nếu nấu ăn là một nghệ thuật thì người đầu bếp là một nghệ sĩ. Nếu đào tạo là một nghệ thuật
thì nhà đào tạo là một nghệ sĩ, đúng không anh chị em? Chúng ta đều là những nghệ sĩ, vì vậy chúng ta hãy rèn luyện để trở thành những nghệ sĩ tài ba, được không anh chị em? Ok nhé. Nếu anh chị em đồng ý với Huy, chúng ta là những nghệ sĩ tài ba, hãy comment xuống là ok, đúng không ạ? Đấy, comment là ok để chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ trở thành những nghệ sĩ tài ba ở trong lĩnh vực gì ạ? Lãnh đạo, đào tạo và truyền cảm hứng. Ok không ạ? Nha. Rồi. Thì đấy là cái cơ bản nhất ở trong cái việc mà rèn luyện ngữ điệu. Cái này là đã là nâng cao so với cả cái phiên bản MC OIP rồi, đúng không anh chị em? Đấy. Đấy, phiên bản là phiên bản nâng cao rồi nhé. À, phiên bản trước anh chị em học sơ bộ thôi. Đó. Ok, thì ngoài ra thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta sử dụng cái ngôn từ ấy, chúng ta luôn luôn nhớ những cái nguyên tắc như sau. Nguyên tắc thứ nhất đấy là tròn vành rõ chữ. Tròn vành rõ chữ tức là gì ạ? Mình nói câu nào, chữ nào nó phải rõ chữ đấy. Đừng có nói nói câu nào nó không nghe được cái chữ gì hết. Nói một cái xít vào nhau này cũng không nói nó nghe được cái gì hết. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là chúng ta phải sử dụng cái khẩu hình. Cái khẩu hình tức là cái gì ạ? Cái vòm miệng của mình ấy, cái miệng của mình ấy là mình gì ạ? Mình nói làm sao ấy là cái miệng của mình ấy nó phải động đậy. Nó phải to, rõ ràng. Đấy chứ ạ? Cái miệng của mình ấy là mình phải to, rõ ràng. Đừng có nói xí 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 xí. Đừng có nói mà miệng không cử động như này. Miệng gần như không cử động như này. Răng cái xích vào nhau như này. Không ai nghe được gì đâu. Đúng không ạ? Đấy. Thì cái khẩu hình của mình ấy là mình khi mà mình nói, mình nói to cái diện, to cái mồm ra. Đấy, đúng không ạ? Cái khẩu hình của mình rất là quan trọng. Khi khẩu hình của mình ấy mà nó rõ thì làm sao ạ? Từng chữ nó sẽ được nhả ra một cách dễ dàng và rõ ràng hơn. Đúng không ạ? Đấy. Và khi cái khẩu hình của mình mà nói to rõ ràng như này ấy, thì cái việc mà hít hơi thở nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và từ đó thì mình sẽ nói được cả ngày mà mình không bị đau cổ họng. Được không ạ? Đấy. Và kỹ thuật để sử dụng cái hơi để mà không bị đau cổ họng đó là gì ạ? Là chúng ta sử dụng hơi bụng. Hít sâu vào hơi bụng bằng cách là gì ạ? Hít vào bằng miệng anh chị em nhé. Hít vào bằng miệng. Được chưa ạ? Sau đó là thở ra. Và khi mà mình gì ạ? Mình muốn hít vào ấy thì chỉ đơn giản là gì ạ? Bằng cách là mình nói to cái miệng này ra. Cái miệng của mình nói to nó ra. Lúc mà mình tập ấy thì mình phải tập cái kiểu như thế này này. Mình phải tập cái kiểu mà cái miệng của mình nó phải như là muối như này này anh chị em nhá. Đấy thì lúc mà gì ạ? Lúc mà vào thực tế ấy, nó vừa là vào nó vào form nó vừa. Còn nếu mà lúc mà mình tập mình cứ tập như bình thường này thì nên lúc mà gì ạ? Nó vào là mình không có điều khiển được đâu. À đúng rồi, nó còn là khua môi múa mép ý. Đấy, lúc mà mình tập là mình phải tập như vậy anh chị em nhá. Đấy, mình tập là cái miệng của mình ấy nó phải to rõ ràng, nó phải gì ạ? À, khẩu hình nó phải đâu vào đấy, được không ạ? Đấy thì đấy là cái cách để mà mình gì ạ? Nói rõ để mọi người có thể nghe được một cách dễ dàng hơn, được chưa ạ? Đấy là kỹ thuật nữa, đấy là kỹ thuật là gì ạ? Sử dụng khẩu hình. Đây là một kỹ thuật rất là quan trọng. Đấy, để mà khi mà chúng ta lấy hơi, anh chị em cứ sử dụng khẩu hình thật là to, rõ, tròn vành rõ chữ. Chữ nào nhả đúng chữ đấy. Tuyệt đối không được lẫn các chữ với nhau. Kể cả anh chị em nói nhanh nhá, kể cả anh chị em nói nhanh hay anh chị em nói chậm thì các chữ nó phải rõ ràng, không bao giờ được lẫn với nhau. Anh chị em thấy không ạ? Kể cả Huy nói nhanh nhưng mà các chữ đều rất rõ, không bao giờ được lẫn các chữ với nhau. Đấy, thì đấy là gì ạ? Đấy là kỹ thuật để chúng ta kể cả nói nhanh hay nói chậm thì các chữ đều rất rõ. Và chữ nào ra chữ đấy, anh chị em nghe đều có thể hiểu được, đúng không ạ? Đó. Và khi nào thì chúng ta cần nói nhanh, khi nào chúng ta cần nói chậm thì tùy vào cái điều kiện, tùy vào cái môi trường, tùy vào cái nội dung, tùy vào cái năng lượng mà chúng ta sẽ quyết định là tốc độ nói nhanh, nói chậm rồi các cái kỹ thuật khác. Ok. Thì ngày hôm nay thì Huy sẽ cho anh chị em một số cái bài tập để chúng ta luyện tập. Bởi vì cái khóa này là khóa huấn luyện. Và anh chị em chúng ta chỉ có thể thành công được khi mà chúng ta được luyện tập, chứ không phải là học lý thuyết, đúng không ạ? Ok, thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ luyện tập cái ngôn từ của mình bằng các cái bài đọc.
chúng ta sẽ sử dụng một cái cuốn sách, đó là 45 giây tạo nên sự thay đổi. Được chưa? Trong cuốn sách này thì nó có cái phần đầu tiên ấy, cái bài thuyết trình 45 giây sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Được chưa? Bao nhiêu anh chị em đã có cuốn sách này rồi? Hello. Ai có cuốn sách này comment số 1. Ai chưa có comment số 2. Chưa? Nhiều người chưa có này. Trời ơi, cuốn này là cuốn cực kỳ hay luôn. Cuốn này mà không có thì làm ăn gì. Phải có cuốn này, cuốn này là cuốn phải có anh chị em nhé. Cuốn này là cuốn phải có, phải đọc. Cuốn này là Huy đã đào tạo trong vòng 4 khóa rồi, 5 khóa rồi. Huy chỉ sử dụng cái cuốn này để Huy đào tạo. Đào tạo gần 1 tháng trời chỉ dùng đúng một cái, hơn 1 tháng trời chỉ dùng đúng một cái cuốn này thôi. Đấy. Thì anh chị em nào mà nhanh tay thì gõ vào nha. Nãy giờ Huy tìm ở trên mạng không thấy cái bài này. Đấy, anh chị em nào nhanh tay gõ vào cho mọi người nhé. Chúng ta sẽ đọc cái bài này theo các cái dạng khác nhau. Đọc nhanh, đọc chậm, đọc giọng cao, giọng trầm, rồi đọc giọng nhấn nhá, truyền cảm, hay đọc giọng kiểu ngân nga, được không ạ? Rồi, đầu tiên Huy đọc cái giọng bình thường, ok không ạ? Câu hỏi đầu tiên, bạn có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Dừng lại một chút. Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc mà họ thích. Và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm những việc đó hay không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà. Và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc với tôi ngay bây giờ. Tức là mình quay video mình đăng lên mạng ấy. Đấy, và nếu ai hứng thú thì họ sẽ inbox cho mình nhé. Đấy. Còn nói chuyện trực tiếp thì mình nói là nếu bạn có hứng thú thì hãy gì ạ? Hãy ngồi xuống đây chúng ta cùng trao đổi. Đấy, hoặc là hãy vào Zoom và chúng ta cùng nói chuyện kiểu kiểu vậy. Ok không ạ? Rồi. Thì đấy là cách đọc đầu tiên, cách đọc thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ đọc cái cách giọng cao trước nha. Giọng cao nhé. Câu hỏi: bạn đã có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, thời gian đi lại, làm việc và những gì bạn cần phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được điều nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những điều họ thích, và chưa nói đến họ có tiền để làm điều đó hay không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách để làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất, nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc với tôi ngay bây giờ. Tổng cao cũng hấp dẫn này. Sau đó anh chị em hãy đọc giọng trầm. Được chưa? Câu hỏi: bạn có từng nghĩ cuộc sống bạn sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích, chưa kể họ có tiền để làm việc đó hay không.
Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy inbox ngay cho tôi. Ồ, rất nhanh. Ai đây? Cao Ngọc Tú. Đúng không ạ? Rất chuẩn. Rồi. Ok. Được chưa? Đấy là chúng ta nói giọng cao, giọng trầm và giọng bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ nói giọng nhanh. Đúng không ạ? À, nói giọng nhanh nhé. Bạn có từng nghĩ cuộc sống chúng ta sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trước đi, thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích, và chưa nói đến họ có tiền để làm việc đó hay không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc ngay với tôi. Chắc mà mất khoảng độ 30 giây, chưa đến 45 giây. Ok không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đọc theo một cái dạng là chậm, đúng không ạ? Bạn có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích, và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm điều đó hay không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc ngay với tôi. Ok không ạ? Đọc nhanh thì dễ, đọc chậm thì khó, đúng không ạ? Nghe không có hứng thú luôn. Tùy vào mỗi người nha. Có những người thì có thói quen đọc nhanh, có thói quen nói nhanh, có những người thói quen nói chậm. Việc của chúng ta nó phải rèn luyện. Rồi, cách tiếp theo đó là chúng ta đọc theo một cái dạng là ngâm nga, đúng không ạ? Để mà rèn luyện cái ngữ điệu của mình nhé. Đó. Bạn có từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu bạn có thể làm chủ cuộc đời? Như kiểu hát ấy anh em, ngâm nga như kiểu hát ấy. Sau đây là điều tôi nghĩ về làm chủ cuộc đời. Trừ đi thời gian ngủ, đi lại, làm việc và những gì bạn phải làm mỗi ngày trong cuộc sống của mình, không mấy ai có được nhiều hơn 1-2 giờ để... Mình hát hay quá, vợ ngó vào tưởng mình bị hâm. 2 giờ đồng hồ để làm những việc họ thích, và chưa nói đến chuyện họ có tiền để làm điều đó hay không. Chúng tôi đã phát hiện ra một phương pháp mà người ta có thể học cách làm chủ
cuộc đời thông qua việc xây dựng một công việc tại nhà, và chúng tôi có hệ thống để làm điều này. Hệ thống đó đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được, không đòi hỏi phải bán hàng, và quan trọng nhất là nó không mất quá nhiều thời gian. Nếu bạn có hứng thú, hãy liên lạc ngay với tôi. Ok anh chị em, đây là cách mà chúng ta luyện tập. Không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng cái kỹ thuật này, nhưng mà chúng ta hãy luyện tập nó để khi mà chúng ta cần sử dụng là nó bật ra được ngay. Ok không ạ? Còn bình thường là mình cứ nói giọng bình thường này thôi nhé. Mình cứ nói giọng đấy là gì ạ? Là người nhà mình tưởng mình bị hâm đấy. Ok không ạ? Rồi, ngay sau đây thì Huy sẽ chia phòng Zoom cho anh chị em luyện tập nhé. Thì anh chị em thấy sao ạ? Ai có muốn chia sẻ bài học gì hoặc là cái kinh nghiệm gì là chúng ta hãy đứng lên chia sẻ. Trần Phương mời từng người lên chia sẻ nhé. Yeah. Chia sẻ bài học cũng như là cái kinh nghiệm cũng như trải nghiệm của mình. Chắc chắn sẽ có nhiều bài học. Xin mời chị Thu Hà trước. Dạ vâng. Em chào thầy, chào tất cả các anh chị. Em sau khi mà em đọc 5 cái giọng này thì em thấy cái giọng đọc dễ nhất đấy là đọc nhanh, bởi vì tốc độ nói của em nó cũng nhanh. Nhưng mà nếu như mà chúng ta trải nghiệm cả 5 cái giọng như thế này ấy, thì chúng ta sẽ rút ra rất là nhiều kinh nghiệm. Và đặc biệt là chúng ta sẽ biết là đối với từ nào là từ chúng ta phải nhấn nhá, và cái giọng đọc của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng đến cái thái độ của người nghe. Khi mà chúng ta đọc nhanh mà chúng ta lại có nhấn nhá thì em thấy là các bạn ý rất chăm chú lắng nghe. Nhưng khi mà ea mãi không được một từ mà cứ như đọc ngân nga từ nọ từ kia là các bạn ý nghe, các bạn ý buồn ngủ lắm. Nên là không thể nào mà lúc nào chúng ta cũng đọc cái giọng âm mà ngân nga hoặc là đọc chậm quá được, mà phải tùy từng lúc, tùy từng thời điểm thì chúng ta phải xen kẽ tất cả những giọng vào với nhau thì nó mới tạo thành một bài đào tạo hay được. Đấy là cái mà em rút ra sau khi mà em đọc 5 cái giọng này, và bản thân khi mà em đọc cái giọng ngân nga em cũng thấy buồn ngủ. Ok, cảm ơn chị Thu Hà. Xin mời chị Ngọc Phú. Tôi tên là Cao Hồng Phú, và hiện nay em sinh sống và làm việc tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày hôm nay tham gia lớp học buổi 3 của thầy Nguyễn Phong Huy về chuyên gia đào tạo, thì tôi có cơ hội được luyện thêm về cái ngữ điệu của bản thân mình, và cảm thấy là mình có cơ hội được rèn luyện thêm những cái mà trước đây chưa bao giờ làm, ví dụ như là dòng bình thường, dòng nhanh, dòng cả làm luôn, dòng cao và dòng thẳng của chúng ta. Bây giờ tôi chưa bao giờ làm hết cả, và đây là một cái cảnh. Anh Thanh tắt mic một số không được chưa? Có thể không tiến theo cái này đâu, cái 2 3 triệu đấy ạ. 3 triệu đấy chị. 9 triệu bắt đầu đấy. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay khi mà tôi đã trải nghiệm xong về gọi là vượt qua chính mình nhé, lúc này khi mà phần thực hành tôi thực hành đầu tiên thì cảm giác là nó cũng không có tự tin lắm, nhưng mà thực hành xong rồi tôi thấy là nó cũng không có gì khó hết cả. Và hy vọng rằng là với cái tiền đề như thế này thì tôi sẽ có về cái đủ tự tin để mình có thể luyện thêm những cái bài. À rồi rồi. Ok, cảm ơn chị Ngọc Phú. Anh cảm ơn mic nhỉ. Xin mời chị Phạm Hoàng Lan. Ok, cảm ơn anh Cao Huy chia sẻ. Hôm nay có trải nghiệm rất là vui. Lúc nghe anh đi ngâm nga thì cười rũ ruột ra, nhưng đến lúc mình ngâm nga mình không ngâm nổi. Mình không ngâm nổi, dùng trợ lực là nhạc đệm rồi các thứ nhưng không ngâm được. Thì cái đoạn văn này thì nó không phải là một cái đoạn văn để mà có vần để mình có thể gieo. Rất là khó để có thể làm được cái điều này. Đây là một cái trải nghiệm rất là mới. Hai nữa là mình là cái giọng của mình không phải là giọng cao. Thế khi mà mình là thử với cái giọng nó khác mà cái giọng mình nói hàng ngày đi thì cảm thấy là khó thở. Nếu anh chị nào thấy khó thở, khó thở hả? Ta khó thở khó thở và cái ruột nó hơi đau, mình cuộn ruột lên để đẩy cái hơi của mình lên ấy, thì nó hơi khó thở và tức cực. Đấy là nếu mà chúng ta
cần phải thay đổi cái tông giọng của mình, thay đổi cái tốc độ nói của mình, mình cần phải luyện tập nhiều hơn nữa. Cảm ơn cái trải nghiệm thú vị ngày hôm nay ạ. Ok, cảm ơn chị Hoàng Lan. Xin mời anh Đặng Cường. Tôi là Đặng Cường, đang sinh sống làm việc tại phố Tiền Giang. Thì thật sự mà nói từ trước giờ em rất là tự ti cái giọng nói của mình. Đẹp tí chút, nhiều người về không dám nói đâu. Thật sự là bà phải tự nhiên là rất thú vị. Em giống như một cơ hội để cho em bước quá vui cô với hàng bản thân. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà. Bài học lớn nhất của anh Cường là gì đối với cái việc luyện tập giọng này và đối với giọng mà anh đang sở hữu, thì có khó đối với anh khi mà thực hành cái giọng này không? Thật sự là khó luôn, tại giọng của em nó khác cái gì khác cũng mọi người để rồi. Tức là nó cứ em dạy cho một cái cảm giác tự tin, không dám để phát biểu, không dám để nói. Mình học có rất là nhỏ nha. Ok, thì cái hành động tiếp theo của anh là gì để mình có một giọng nói mà nó rõ ràng, tròn vành, rõ chữ, là mọi người dễ nghe hơn? Sắp tới thì anh sẽ phải tập luyện nhiều hơn, đứng nói trước gương, tôi nói nhiều hơn, tập tặng đi tiếng nhiều hơn, đây là tự tin. Ok, cảm ơn anh Đặng Cường. Em tin rằng nếu như mà anh cứ rèn luyện cái mấy cái bài tập buổi sáng ngày hôm nay thì anh sẽ có một cái giọng nói khác, giọng nói của bây giờ rõ ràng hơn rất là nhiều, to rõ ràng. Cảm ơn anh Đặng Cường. Xin mời chị Nguyễn Nguyên. Thầy ơi, thầy cho em có không? Xin chào cả nhà mình là Nguyên. Hiện tại mình đang kinh doanh dược phẩm và đang làm việc sinh sống tại thành phố Hà Nội. Cái bài học hôm nay ấy, về cái thông điệp truyền tải thú điệu sau khi mà trải nghiệm năm giọng nói này, thì mình có cảm giác là cái giọng nói chậm là cái mà nó nói phù hợp với mình nhất. Thế mà để ghép được, để làm sao truyền tải thông tin cũng như là người nghe có thiện cảm với bản thân mình, thì mình cần phải học nhiều hơn nữa, nói nhiều hơn nữa bằng dữ liệu, như là áp dụng được cái dữ liệu khác nhau vào trong cái buổi nói chuyện. Đó là cũng là tốc độ nói có thể là có đoạn nhanh chậm, rồi là nhấn mạnh, rồi có những cái khoảng lặng quyền lực hoặc là lặp lại từ quan trọng, là mình sẽ thực hành nói nhiều hơn bằng những cái ngữ điệu khác nhau để làm thế để mọi người có thể nghe cái giọng điệu của mình nhiều hơn, cũng như là truyền tải được nhiều cái thông điệp mà mình muốn chuyển đến cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn và xin điều tiết lại cho MC. Ok, cảm ơn chị Nguyễn Nguyên. Xin mời Nguyễn Hà. Dạ vâng, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Quang Huy rất nhiều. Ngày hôm nay thì thấy thầy có một chất giọng cực kỳ siêu, đúng kiểu nhạc nào cũng nhảy luôn. Khi mà em ngồi em nghe em bảo là ủa thầy mình ngày bình thường đâu có nói giọng thế đâu, mà ngày hôm nay giọng chua chát cũng nói được, giọng trầm cũng nói được, hát kiểu cải lương bolero thầy cũng hát được hết. Sau đó thì mình chắc là tí nữa cái giọng này mình vào trong nhóm mình cũng nói được thôi. Thế nhưng mà tự nhiên luyện giọng MC quen rồi, cô chú anh chị em ạ, đến cái lúc mà mình cần phải nói chưa chắc thì mình không nói được. Hoặc là đến lúc mà mình hát thì mình không thể nói được. Thế mới nhận ra một điều là cái việc mà luyện giọng, luyện tất cả những cái tông giọng, cường độ cao, độ dày, độ mỏng, độ vang, độ trầm, độ ấm, nó rất là quan trọng và nó giúp chúng ta đúng kiểu bất kỳ tình huống nào, bất kỳ khi mà chúng ta muốn thể hiện tâm trạng, cảm xúc, truyền tải thông điệp ra sao thì chúng ta cũng có thể làm được. Đó là cái bài học ngày hôm nay và chắc từ giờ sẽ phải học lại làm sao để có thể luyện được các cái giọng như là chua chát là một những điều phải luyện để chữ hơn ạ. Ok, giọng tông giọng của Hà là tông giọng rất là cao, mà để nói giọng trầm thì có thể là rất là khó đối với Hà, đúng không?
Còn tông giọng của anh Cường là tông giọng rất là thấp nhỏ, để nó là giọng cao, với anh Cường là cả một vấn đề lớn, cho nên là mỗi một người sẽ có một tông giọng khác, và mình không quen với một tông giọng, một trong những tông giọng mà sáng ngày hôm nay mình luyện tập. Do vậy là tông giọng nào mà mình chưa có làm được thì mình hãy luyện thật nhiều vào. Hà sẽ luyện tông giọng một trầm ấm nhỏ chậm, nó rất là khó đúng không? Ok, cảm ơn Nguyễn Hà. Xin mời anh Xuân Thủy, buồn cười cái gì mà chia sẻ đi xem nào. Nói chung là xin chào cả nhà. Thì hôm nay trong cái phòng du nhỏ thì mình cũng chưa được luyện tập lắm, thì vào phát nhảy ngay hát luôn, và thấy rằng là hát khó quá. Thế bình thường thì nói giọng trầm nói được, giọng cao nói được, nhưng mà chậm cũng nói được, nhưng mà hát là khó. Thì khả năng là phải luyện cái ngân nga này nhiều hơn để cho mình có một cái bài đào tạo sẽ tốt hơn. Xin nhờ mấy MC. Thế, cảm ơn anh Xuân Thủy. Xin mời chị Bích Thể. Dạ vâng, xin chào anh chị em trong phòng Zoom, chào thầy Nguyễn Quang Huy. Hôm nay thực sự cái bài học rất là giá trị, nó chỉ là vui thôi nhưng mà nó mang lại cái cảm xúc cho thầy rất là, và có cái bài học rất là giá trị ở trong này. Bởi vì khi mà ta muốn truyền tải thì là cái tới 55 là cái phần trăm là ngữ điệu, ngôn ngữ cơ thể, và tới 38% là ngữ điệu. Và trong cái mỗi cái cuộc đào tạo, mỗi cái chương trình đào tạo thì ta đều phải có những cái ngữ điệu để khi có khi ta chia sẻ một câu chuyện đó, hoặc là ta kể một câu chuyện đó thì nó cần phải có ngữ điệu. Cái điều này rất là hay. Và cái bài mà để cho mình luyện 5 cái tông ngữ điệu đó thì nó như một cái thầy Huy, như một cái truyền tải. Thực sự thấy đây như một cái content rất là hay, để khi mình làm trong cái công việc này, để mình truyền tải làm sao đến cái người nghe, đến cái người mình đang định chia sẻ đó, với cái tông điệu nào để cho người ta thuyết phục nhất, để giúp được người ta có thể là lắng nghe cái cơ hội đó, thì đó là một cái bài rất là hay. Thì thầy cũng xin cảm ơn thầy Huy, cảm ơn tất cả các anh chị em đã lắng nghe, đó là cái bài học cụ thể. Ok, cảm ơn chị Bích Thể. Xin mời chị Ngọc Vĩ. Cảm ơn MC Trần Phương, Như Hồng Mít. Xin chào tất cả các anh chị em. Phòng Zoom của Ngọc Mỹ hôm nay là có bạn Minh Khôi, này Nguyễn Thúy với cả Hiền Thơm, nhưng rất là đáng tiếc là mấy chị em chưa có cơ hội để luyện tập cái phần ngân nga, mà cái phần này thì mình nghĩ là có lẽ là rất là khó nhất. Cái phần mình nghĩ bình thường thì nói thuộc giọng nhanh và có thể cũng là cao nữa, cho nên là cái phần này đối với mình không có khó lắm, nhưng mà ngược lại thì trầm sẽ là khó với mình. Nhưng mà cái mà mình thấy là đúng là luyện tập nhiều hơn, bởi vì có rất là, dù là rất là cố gắng nhưng mà có thể là sẽ có nhiều người sẽ cảm thấy là dù mình có đổi cao trầm nhanh chậm thì vẫn sẽ có những lúc mình cảm thấy cả các giọng mình nói đều nó cứ tựa như nhau, nó không lên hẳn, nó cũng không xuống hẳn. Nói chung là cái này đúng là chăm hay không bằng tay quen, cái này không thể làm khác được là bằng cách là mình cố luyện tập thôi. Thật đúng là rất là đáng tiếc là cái phần ngân nga là không được luyện tập. Mình nghĩ cái phần đấy là sẽ rất là hay mà sẽ rất buồn cười và cũng rất là khó luôn. Vâng, hôm nay em nghĩ chỉ chia sẻ được như vậy thôi. Rất cảm ơn leader Nguyễn Quang Hy. Điều xin nhiều mách lại cho Trần Phương. Ok, cảm ơn chị Ngọc Mỹ. Xin mời chị Nguyễn Thúy. Cảm ơn. Khi mà lúc đầu ấy, chủ giảng đọc và chia sẻ về cái năm tông giọng ấy, thì Thúy thấy rằng cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Cao trầm, nhanh chậm hay là nhấn nhá rất là rõ. Thế nhưng mà khi mà vào phòng Zoom thực hành ý, thì sau khi Thúy thì chưa thực hành đến cái phần nhấn nhá, nhưng mà những cái phần kia thì sau khi nghe tự mình đọc thì thấy nó chẳng có sự khác biệt gì cả. Đó thì thực sự thì thấy là mình chưa có một cái ngữ điệu tốt, với cái ngữ điệu cao để có năng lượng cao thì Thúy chưa làm được. Đó, qua bài học hôm nay thì Thúy nghĩ rằng là mình sẽ phải đọc rất là nhiều với qua những cái ngữ điệu khác nhau. Dạ vâng, Thúy xin hết phần chia sẻ của mình. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy. Xin mời chị Bùi Thủy. Dạ, em chào tất cả anh chị có mặt trong phòng Zoom ạ. Thì qua bài tập hôm nay thì em cảm nhận, em biết được cách nên sử dụng những tông giọng nó thích hợp vào những cuộc hội thoại cụ thể để đem kết quả nó tốt hơn. Và trong bài tập thực hành thì phần tông giọng ngân nga là em ngân nga là em chưa làm được, và em hy vọng là mình sẽ luyện tập tốt hơn để nâng cao khả năng về giọng nói cũng như là các tông giọng của mình hay hơn ạ.
em xin hết ạ. Ok, cảm ơn chị Thủy, xin mời chị Hiền Thơm. Hiền Thơm ơi, mọi người không nghe thấy gì đâu. Là do mic không? Ok, xin mời chị Phạm Nụ. Phạm Nụ nói trước chị Thơm nhá, để chị Thơm chuẩn bị mic. Bật mic lên chị Nụ ơi. Ok. Vâng. Đang sinh sống ở Đào Trường. Thực ra cái bài học của buổi sáng ngày hôm nay thì Nụ rất cảm ơn thầy Huy. Nghe thầy Huy nói thì rất dễ, nhưng mà đến khi mà đến mình đến thực hành thì thực ra là Nụ không nói được nhiều, chỉ được một cái giọng coi như là chậm chậm thôi, chứ Nụ không nói được nhanh mà cũng không nói được mạnh. Thế thì cái việc này thì để cho mình phải coi như là cố gắng mà mình luyện tập cho mỗi ngày để mình có thể coi như là làm được, ít ra thì cũng phải được 3-4 giọng, nhưng mà thực ra Lụ cũng chỉ được mỗi giọng, luyện đi luyện lại cũng chỉ được mỗi cái giọng chậm thôi. Thế cho nên là cái bài học hôm nay để Lụ coi như là biết cách để học luyện cái giọng của mình làm sao để cho coi là cuốn hút cho người nghe. Và Lụ hiểu mức lại cho em chị ạ. Vì làm đấy. Xin mời em Võ Đặng Thanh. Xin chào thầy, chào cả nhà. Thì hôm nay cái bài học mà Thanh học được đó là năm cái giọng này thì thực sự là nó cũng là thử thách cho tất cả chúng ta, đúng không? Và chúng ta cần phải dành thời gian luyện hơn cho nó để có thể là làm được nhuần nhuyễn cả năm cái giọng này. Và cái mà Thanh cảm thấy nó khó nhất, đúng không ạ, khó nhất đối với cái phần luyện tập này, đó là nếu mà chúng ta đang nói nhanh mà chúng ta làm một phát chuyển luôn sang nói chậm, hoặc là đang từ tông cao mà chuyển sang tông thấp á, thì Thanh cảm thấy nó còn khó hơn cả cái khúc mà chúng ta nói ngân nga á, tức là đang chạy xe nhanh xong nhưng đạp thắng kép một cái xong bắt đầu chuyển sang là đi chậm thì Thanh thấy rất là khó. Và lúc đó mình không kiểm soát được cái đó, thì đó là Thanh cũng cảm thấy là mình cũng cần tập thêm về cái việc đó là mình chuyển đổi nhuần nhuyễn giữa các cái tông giọng như thế nào đó để nó không có bị quá lộ liễu, quá lộ liễu khi mà mình nói. Đó là bài học của Thanh, cảm ơn cả nhà. Ok, cảm ơn anh Đặng Thanh, xin mời chị Tô Sợi. Hello, em chào tất cả các anh chị em có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay và cảm ơn chủ giảng Quang Vi cũng như MC Trần Phương. Bài học hôm nay rất là tuyệt vời luôn và em cảm thấy như là mình đang được thực hành ở cái môi trường vô cùng giá trị. Bài học hôm nay em rút dần rằng là trong quá trình mình nói chuyện ấy, thì mình nên kết hợp những cái ngữ điệu, những cái ngôn ngữ về cơ thể, ngôn ngữ về ngữ điệu và nội dung của cái bài để mình trình bày. Thì đó là khi mình nói chuyện thì mình sẽ nói theo cái tông giọng nào cho phù hợp và người nghe có thể sẽ hiểu rõ được cái thông điệp của mình. Nếu mình nói quá to hoặc quá nhanh thì sẽ có cảm giác như là át đi cái người nghe. Nhưng mà nếu mà mình luyện được cái giọng trầm nói có thể có cái khúc nhấn nhá hay là có những âm điệu, ngữ điệu phù hợp thì nó sẽ đi vào lòng người dễ dàng hơn. Và cũng là một cái cơ hội tuyệt vời để em Kim Sợi có thể rèn luyện và ôn lại những cái kiến thức của mình. Và chính năm cái yếu tố hôm nay em đã được thực hành cả năm luôn. Rất là tuyệt vời và cảm ơn anh Bích Thủy, anh cô thể và anh Thủy đã cho em lên để thực hành và luyện tập trước. Em xin hết và xin cảm ơn. Ok, cảm ơn chị Tô Sợi, cảm ơn tất cả anh chị em đã có những cái bài học vô cùng tuyệt vời và giá trị cho cái bài thực hành sáng ngày hôm nay. Bây giờ xin nhường mic cho lãnh đạo Nguyễn Quang Huy để có thể tổng hợp cũng như là nhận xét và cho cái buổi thực hành hôm nay. Xin mời lãnh đạo Quang Huy ạ. Ok, cảm ơn tất cả anh chị em. Rất tuyệt vời những cái bài học của chúng ta đã được rút ra dựa trên cái những gì chúng ta đã trải nghiệm, đúng không ạ? Và chính những cái trải nghiệm đấy chính là những cái trải nghiệm vô cùng đáng quý. Thì anh chị em chúng ta đang trong quá trình tập luyện, cho nên là nếu như mà chúng ta chưa làm tốt một cái điều gì đó thì đấy là chuyện hoàn toàn bình thường. Chính vì vậy chúng ta mới ngồi đây, chúng ta mới học tập.
Còn những người giỏi rồi thì họ đã không ngồi đây nữa, họ đang ở ngoài kia mất rồi, họ đang ao mất rồi, đúng không ạ? Thế thì việc của chúng ta đấy là rèn luyện, và chúng ta phải biết được tại sao chúng ta cần phải rèn luyện. Thì anh chị em biết rồi, đó là cái việc mà chúng ta điều khiển giọng nói của mình ấy, là chúng ta sẽ hút được hồn của người nghe. Và cái điều này nó không chỉ là đào tạo đâu, trong cuộc sống rất là quan trọng. Ví dụ khi chúng ta cần nói chuyện tình cảm với cái người bạn đời của mình, với con cái của mình, với bố mẹ mình, với những cái người thân yêu của mình, những cái người mà mình yêu thương, mà mình làm dùng cái giọng cao thế, rồi mình dùng giọng to, giọng quát lạt, thì làm sao mình có thể xây dựng tình cảm, cảm tình với họ được, đúng không ạ? Khi mình muốn xây dựng cảm tình với khách hàng của mình, với những cái mối quan hệ lạ, những mối quan hệ lạnh, những cái người mà mình đang muốn nhờ họ cái điều gì đó, mà mình cũng sử dụng cái giọng cao, giọng to, đấy, giọng nhanh, thì làm sao mà chúng ta xây dựng được mối quan hệ, đúng không chị em? Đấy. Và để mà xây dựng mối quan hệ thì chúng ta hãy dùng những cái giọng gì ạ? Giọng trầm, giọng chậm, giọng gì ạ? Giọng nhấn nhá, giọng nhẹ nhàng, giọng du dương, giọng ngân nga, để làm gì ạ? Để mà thể hiện cái tình yêu thương, thể hiện cái tình cảm của mình một cách trân trọng nhất, đúng không ạ? Đấy, rất nhiều người nói rằng là tôi không biết làm nào để thể hiện cái tình cảm của tôi ra. Xin thưa với anh chị em, đó là gì ạ? Đó chính là những cái thể hiện tình cảm cũng như là một thông điệp mà mình muốn truyền cho người khác. Và ngôn từ nó chiếm 38%, tức là gì ạ? Gần 40%. Anh chị em chỉ cần học cách sử dụng ngôn từ một cách uyển chuyển, khéo léo, thì anh chị em đã gì ạ? Đã hút được 40%, 38% hồn của người nghe, của người mà mình muốn xây dựng mối quan hệ rồi. Có phải không anh chị em? Nhờ. Đúng không? Đấy. Vì vậy là chúng ta hãy rèn luyện, hãy luyện tập và biến nó trở thành một kỹ năng. Đấy. Và định vị chúng ta hãy trở thành bậc thầy trong lĩnh vực này. Và Huy tin rằng tất cả anh chị em chúng ta trong phòng Zoom ngày hôm nay, ai cũng có thể trở thành bậc thầy được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì Huy có thể làm được thì anh chị em làm được. Trước đây Huy cực kỳ yếu, cực kỳ kém trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà đến bây giờ Huy đã làm được. Huy tin anh chị em sẽ làm được. Đấy, không ai không làm được hết anh chị em ạ. Đấy, chỉ có là mình có làm hay không thôi. Đấy, thời gian đầu mình làm không được, cái chuyện đấy hoàn toàn bình thường, không có gì là khác thường. Làm gì có ai lúc đầu mà làm đã giỏi được, có phải không ạ? Đấy, nhưng mà mình cứ làm nhiều đi, cứ làm đi, làm nhiều đi rồi nó sẽ thành quen, thành nó thành kỹ năng. Ok không ạ? Đó. Thì Huy cũng đi một số cái phòng Zoom, thì Huy thấy anh chị em đã cái điều mà Huy thấy ấy, đấy là Huy rất là thích, đó là cái mà Huy nhìn anh chị em thực hành rất là hăng say, rất là nghiêm túc. Đấy, và rất cố gắng. Thực sự là rất là cố gắng. Huy nhìn thấy sự cố gắng ở trong mắt của anh chị em, cái sự quyết tâm của anh trong mắt của anh chị em, cái sự nghiêm túc, cái sự tập trung, thì đấy là cái điều mà Huy thấy rằng là nếu mà anh chị em tiếp tục như vậy, thể hiện cái thần thái, cái tư duy của mình tập trung nghiêm túc như vậy, thì sớm hay muộn anh chị em cũng trở thành những cái người đào tạo, những cái người truyền cảm hứng cho người khác bằng chính những cái kỹ năng của mình đang có và mình sẽ có, đúng không ạ? Ok nhá. Cảm ơn anh chị em vì đã tập trung làm bài tập. Và sau đây thì Huy sẽ giao thêm một cái bài tập về nhà nữa cho anh chị em. Thì anh chị em hãy chọn cho mình một cái đoạn văn nó dài khoảng giống như cái đoạn văn vừa rồi ấy. Anh chị em chọn cho mình một đoạn văn bất kỳ mà anh chị em thích. Sau đó anh chị em cũng đọc theo 5 cái ngôn ngữ khác nhau, quay video lại và gửi lên nhóm, đúng không ạ? Giống cái bài tập ngày hôm nay chúng ta thực hành ấy, thì chúng ta hãy luyện thêm và quay video lại, nói bằng 5 cái dạng khác nhau, dạng cao, dạng trầm, dạng nhanh, dạng chậm và dạng ngân nga, đúng không ạ? Đấy. Và có một cái điều như này này, nếu như anh chị em nào mà 3 bài tập mà không làm bài nào, tức là cứ 3 bài tập liên tiếp mà thiếu mất một bài, tức là thiếu 3 bài tập liên tiếp thì là gì ạ? Automatic là sẽ được rời khỏi nhóm, không được tham gia nhóm học tập nữa. Đã, không làm bài tập, kể cả anh chị em học mà không làm bài tập thì coi như anh chị em cũng không đạt điều kiện để tốt nghiệp. Cho nên là thứ nhất là những người nào mà không tham gia học, thứ hai nữa là không làm bài tập quá 3 lần thì
automatic là sẽ không được tốt nghiệp, đúng không ạ? Nhá. À, đọc lại bài 45 giây cũng được. Đấy, mình quay video mình làm lại bài 45 giây cũng được, hoặc là mình kiếm một đoạn văn khác cũng được, tùy anh chị em nhé, không quan trọng. Miễn là gì ạ? Ở đây là mình cái nội dung nó chưa phải quan trọng, mà cái quan trọng nhất là cái phần ngữ điệu, đúng không ạ? Cái nội dung thì anh chị em biết nó chiếm bao nhiêu ạ? Chiếm có 7% thôi. Cái ngữ điệu mới chiếm là phần chính. Cho nên anh chị em hãy rèn luyện cái ngữ điệu của mình. Anh chị em hiểu cái bài tập về nhà chưa ạ?